là một trong những vụ việc nổi lên trên mạng xã hội thời gian gần đây liên quan tới đoạn ghi âm bị nghi là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân mà cả với nhà thầu. Ngay lập tức, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo làm rõ nội dung đoạn ghi âm, yêu cầu ông NVS giải trình làm rõ những nội dung này. Nếu có vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định trước đó tài khoản facebook hai nguyên đã đăng tải đoạn ghi âm kèm nội dung lật chơi phó chủ tịch huyện phú tân thể hiện cuộc trao đổi qua lại giữa người được cho là ông s với một nhà thầu cụ thể người được cho là ông s nói cái trung tâm văn hóa thể thao xã phú tân đang nghiên cứu giao cho ông nhưng mà cái phần ông để lại hình như hơi yếu hơn mấy đơn vị khác hả nhà thầu đáp không biết bên kia sao chứ tôi hồi nào giờ có 20. Lúc này thì người đàn ông được cho là phó chủ tịch huyện cho hay, cánh bên kia để lại 30 và nhà thầu than như vậy là nặng lắm. Nhà thầu tiếp tục than, 30 nói thiệt S là cao lắm, khoảng 25 còn được. Giọng người được cho là ông S liền bảo, chứ giờ mình không theo người ta sao mình làm được, đâu nghiên cứu có gì cho hay. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin bước đầu về vụ việc đến báo chí. Theo ông Hồ Trung Việt, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau, qua làm việc thì ông Sơn cho rằng nội dung trong đoạn ghi âm là cắt ghép, giả tạo và phủ nhận thông tin trên, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của tài khoản đăng tải. Ngay lập tức thì Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương làm rõ nội dung đoạn ghi âm được cho là liên quan đến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phú tân đồng thời ban thường vụ huyện ủy phú tân phải yêu cầu ông s giải trình làm rõ những nội dung này nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định Văn bản cũng nêu rõ ban nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi chặt chẽ vụ việc, kịp thời tham mưu và đề xuất. Đây là vụ việc được dư luận rất quan tâm, yêu cầu ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, ban nội chính tỉnh ủy, ban thường vụ huyện ủy Phú Tân khẩn trương triển khai thực hiện ngay ý kiến chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy Cà Mau. Được biết dự án được đề cập trong đoạn ghi âm là Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Phú Tân, được thực hiện từ ngày mùng 10 tháng 8 năm 2021, tổng mức đầu tư là 6,5 đồng. Dự án này do ông S làm chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. Dù vụ việc đang trong quá trình làm sáng tỏ, song nó cũng đặt ra trách nhiệm đối với những người có chức vụ quyền hạn, đặc biệt nếu không xử lý tận gốc hành vi nhũng nhiễu vòi vĩnh và tham nhũng vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.